có đắng cay nên chữ mới có đồng lòng. Nếu ai hỏi vì sao Việt Nam chúng tôi tình nghĩa, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Việt Nam ơi bao mến thương, đã cùng chúng tay quê ta, đã cùng kết đoàn từ Hồ Chí Minh ra tận thủ đô. Chúng tay chống dịch nào, ta hãy cùng nhau đồng lòng theo lời chính phủ nào, bản thân yêu ơi. Quê hương ta, Việt Nam quê hương ta, giữ lấy sức khỏe của nhân dân ta, giữ lấy những người mà ta yêu quý. Việt Nam quê hương ta, muôn người như một đồng lòng chung tay theo lời chính phủ, đêm nay chiến thắng Corona. Hãy đi thật xa, nếu ra ngoài hãy nhớ khẩu trang phải đeo vào đây nhé. Phòng Corona xin đừng chủ quan một lần. Nếu có gặp người quen thuộc diện cách ly nào đây nhé, tự giác ta về theo dõi cách ly tại gia. Bản thân ơi hãy cùng nghĩ suy, hình ảnh bác sĩ các anh chiến sĩ đêm ngày bảo vệ chúng ta qua khỏi hiểm nguy. Bao nhiêu là câu chuyện chỉ có nơi này, ta hãy cùng chính phủ quyết giành giành phần thắng nhé. Quê hương ta, Việt Nam quê hương ta, giữ lấy sức khỏe của nhân dân ta, giữ lấy những người mà ta yêu quý. Việt Nam quê hương ta, muôn người như một đồng lòng chung tay theo lời chính phủ, ngày nay chiến thắng Corona. Hãy đi thật xa, có đồng lòng. Nếu ai hỏi vì sao Việt Nam chúng tôi tình nghĩa, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Việt Nam ơi bao mến thương, đã cùng chúng tay quê ta, đã cùng kết đoàn từ Hồ Chí Minh chống
hãy cùng nhau đồng lòng theo lời chính phủ nào, bạn thân yêu ơi, hãy ở nhà yên đi, không có tiếng gì, hãy rửa sạch tay đi, tiếp xúc bên ngoài, mỗi một người dân chung tay đẩy lùi dịch corona ra khỏi khỏi quê hương ta. Việt Nam quê hương ta, giữ lấy sức khỏe của nhân dân ta, giữ lấy những người mà ta yêu quý. Việt Nam quê hương ta, muôn người như một đồng lòng chung tay theo lời chính phủ đến ngày chiến thắng corona.